Sâm Ngọc Linh là một loại dược liệu quý và được coi là quốc bảo. Đây là loại sâm được trồng nhiều ở hai địa phương là Kon Tum và Quảng Nam. Ăn rừng, ngủ rừng để học cách trồng sâm. Ông Nguyễn Chí Long đã là người sáng tạo một cách trồng sâm mới, vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp cây sâm phát triển tốt ở những vị trí phù hợp. Từ nhiều năm nay, những ngôi nhà cho sâm như thế này đã được định hình tại bản Samta, huyện Mai Sơn, đưa Sơn La trở thành điểm đến mới của sâm Ngọc Linh. Câu chuyện của nông nghiệp trách nhiệm hôm nay sẽ gợi mở ra khát vọng phát triển cho bất cứ vùng đất khó nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Nông nghiệp mới. Tôi là Hoàng Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Biết cây sâm Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam từ năm 2005. Với suy nghĩ làm thế nào để có thể đưa về trồng tại Sơn La, ông Long đã dành cả chục năm trời đi đến các huyện có sự tương đồng về độ cao, khí hậu để trồng thử. Cuối cùng, Mai Sơn đã là nơi dừng chân bởi những thuận lợi về đi lại, chăm sóc và quản lý. Đây cũng là số ít trang trại sâm có thể đi ô tô đến tận nơi. Với kiến thiết nhà lưới nhằm ngăn chuột, sâu bọ, sương muối, mưa axit, đồng thời tạo ánh sáng phù hợp. Sau nhiều mùa gieo trồng, ông Long đã thành công khi nhân giống sâm bằng hạt. Tỷ lệ nảy mầm là 100%, một kết quả ngoài sức mong đợi. Cái màng đất tạo bề mặt thì nó cũng phải tơi xốp, như nó trong các cái mùn lá rừng thì nó mới lên được, nó không có sức đâm như hạt mít được, như hạt na được. Thế nên là buộc là cây sâm phải hiểu được kỹ thuật, phải hiểu được tính nết của nó. Trên tay tôi cầm là cây sâm này, nó kém mấy tháng nữa là được 1 năm tuổi, thì nó đang cúc cục, củ to bằng ngón tay út này. Đấy, ngón tay út này. Nhân giống thành công đã là cơ sở để ông Long mở rộng ra 7 khu nhà lưới gắn với các độ tuổi khác nhau của cây sâm. Đây là những cây sâm 4 năm tuổi đã có thân cao từ 45 đến 50 cm. Chính vì hiểu sâm vốn là loại cây rừng nên cách chăm sóc được ông Long chia sẻ với nhiều bà con bản Samta, đó là làm sao phải giữ gìn môi trường tự nhiên nhất, sạch nhất. Các công đoạn làm cỏ, bắt sâu, tưới đều làm thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ. Còn đây là phân rơi. Phân rơi chúng tôi khai thác ở trong các hang động đã ngâm rất lâu. Để khi mà không còn một cái thứ mùi gì nữa thì chúng tôi mới bắt đầu mang bón cho cây. Đấy, các bạn thấy phân trong như này, nước trong này, rất là trong. Sau nhiều năm kiên định theo đuổi mục tiêu, ngày thu hoạch những củ sâm đủ tuổi đã là giây phút hạnh phúc nhất của ông Long và những bà con ở bản Samta. Từ 3 năm trở lại đây, vườn sâm của ông đã cho một sản lượng củ, thân, lá đủ để có thể tạo ra nhiều sản phẩm từ sâm. Trong đó cao sâm đã là sản phẩm ô cốp 4 sao của tỉnh Sơn La. Cũng là vì sức khỏe từ cây sâm này mà tôi có được ngày hôm nay. Chính vì thế nên là càng ngày chắc tình yêu đối với cây sâm thì chỉ có đến khi nào không còn nữa thì sẽ thôi. Với suy nghĩ này, ông Long đang tiếp tục mở rộng mô hình ra các huyện khác như Bắc Yên, Thuận Châu. Sâm đi đến đâu, rừng được bảo vệ đến đấy. Ngay cả khi làm nhà lưới cho sâm, thì rừng vẫn tiếp tục được trồng và bảo vệ quanh nhà lưới. Từ ngày tham gia trồng sâm, A Tráng và nhiều bà con vùng cao Tây Bắc đã có thêm những hy vọng thay đổi. Mong muốn là Bắc Long cung cấp giống cho bà con để bà con trồng, để phát triển cây sâm Ngọc Linh tại bản Samta này là khoảng chục hecta. Tin chắc chắn rằng một ngày nào đó nó không còn là sâm Việt Ngọc Linh, Kon Tum, Quảng Nam nữa mà nó là sâm Việt Nam.